Trong 2 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 333 dự án với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là gần 3.800 ha. Đây là kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023, đưa tăng trưởng kinh tế GRDP của Hưng Yên đứng thứ 7 trên 63 tỉnh và thành phố trên cả nước. Là huyện thuần nông, nhưng trong 2 năm 2022 và 2023, huyện Phù Cử đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 36 dự án trên 53 dự án với tổng diện tích trên 297 ha trên 390 ha đất cần giải phóng mặt bằng. Nổi bật, huyện đã tập trung giải phóng mặt bằng được trên 120 ha trên 175 ha đất để bàn giao cho nhà thầu, triển khai 4 mũi thi công dự án trọng điểm đường Tân Phúc - Võng Phan và hoàn thành giải phóng mặt bằng 2/3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, gồm cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng và cụm công nghiệp Đoàn Đào - Quán Đỏ. Riêng huyện Phù Cử trong thời gian vừa qua cũng đã tích cực triển khai cụ thể các dự án được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện, trong đó có đường Tân Phúc - Võng Phan, thì tiến độ giải phóng mặt bằng có thể nói là đạt được cái tiến độ của ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh giao. Đối với 3 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thì huyện cũng đã tiến hành giải phóng xong. Trong 2 năm qua, huyện Tiên Lữ triển khai 46 dự án, trong đó số dự án công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng là 28 dự án với tổng diện tích gần 137 ha trên 234 ha đất cần giải phóng mặt bằng. Trong thời gian qua, huyện đã tập trung giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện Tiên Lữ chúng tôi cũng cơ bản đảm bảo tiến độ và bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh như là đường Tân Phúc - Võng Phan, đường nối 2 đường cao tốc và tuyến đường bên, huyện Tiên Lữ hết sức là tích cực cũng đã bàn giao kịp thời các cái mặt bằng theo cái tiến độ, theo cái mốc thời gian mà tỉnh yêu cầu. Từ khi có chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng số dự án cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh là 569 dự án công trình với diện tích trên 5.000 ha. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 333 dự án với tổng diện tích gần 3.800 ha, trong đó có 15 dự án trọng điểm được Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đưa vào danh sách theo dõi chỉ đạo thường xuyên. Kết quả trong năm 2023, giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp. Nổi bật là các dự án công trình trọng điểm như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đạt trên 195 ha, đường Tân Phúc - Võng Phan đạt gần 130 ha, khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt trên 168 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ đạt trên 30 ha. Đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao - Quang Hưng. Trong năm 2023, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu đô la Mỹ và gần 2.000 tỷ đồng. Tổ công tác cũng bổ sung các cái dự án trọng điểm của tỉnh, có cả dự án đầu tư công và có cả những cái dự án đầu tư tư nhân. Và những cái dự án đầu tư tư nhân đấy thì tôi nghĩ là chúng ta đang hướng chủ yếu là các cụm công nghiệp. Đưa vào những cái gì mà nó có khả thi, đưa vào những cái gì đấy mà cần phải thực sự là có vướng mắc ở trong đấy thì cần đưa vào ban chỉ đạo. Thế còn đề nghị là làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về đất đai, đặc biệt là thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Rồi cuối cùng vẫn là làm sao để cho dân, cho doanh nghiệp đồng thuận với các chủ trương, các quy định của pháp luật cũng như là của tỉnh. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị số 15, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và kịp thời đồng bộ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ quyết tâm của các chủ đầu tư và nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, những khó khăn vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh đã được xử lý. Công tác giải phóng mặt bằng đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023. Hiện những tuyến đường giao thông trọng điểm, những khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đô thị đã và đang hiện hữu làm thay đổi rõ nét diện mạo của tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024,
công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt với sự đồng thuận cao của nhân dân.